Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Gióp đáp rằng: Ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy. Các ngươi hít thảy đều là kẻ an ủi bực bội. Các lời hư không này há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói. Nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta, tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi và lắc đầu về các ngươi. Nhưng ta sẽ lấy miệng ta dục lòng các ngươi mạnh mẽ. Lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi. Dẫu ta nói, đau đớn ta không được bớt, tuy ta nín lặng, nó lìa khỏi ta đâu. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời khiến ta mệt mỏi. Chúa đã tàn hại hết nhà của tôi. Chúa đã làm cho tôi đầy nhăn nhíu, ấy làm chứng đối nghịch cùng tôi. Sự ốm yếu tôi dấy nghịch cùng tôi, cáo kiện tôi tại ngay mặt tôi. Trong cơn thạnh nộ, người xé tôi và bắt bớ tôi. Người nghiến răng nghịch tôi. Kẻ cừu địch tôi trừng ngó tôi. Chúng há miệng nghịch tôi, vả má tôi cách khinh thị. Chúng hiệp nhau hãm đánh tôi. Đức Chúa Trời đã phó tôi cho kẻ vô đạo, trao tôi vào tay kẻ gian ác. Tôi xưa bình tĩnh, Ngài bèn tàn hại tôi. Ngài có nắm cổ tôi và bẻ nát tôi, cũng đặt tôi làm tấm bia cho Ngài. Các mũi tên Ngài vây phủ tôi. Ngài bắn lưng hông tôi không thương tiếc, đổ mặt tôi xuống đất. Ngài làm cho tôi bị thương tích này trên thương tích kia, xông vào tôi như một kẻ mạnh bạo. Tôi đã may cái bao trên da tôi. Tôi hạ mặt tôi xuống bụi đất. Mặt tôi sưng đỏ lên vì cớ khóc. Bóng sự chết ở nơi mí mắt tôi. Mặc dầu tại trong tay tôi không có sự hung dữ, và lời cầu nguyện tôi vốn tinh sạch. Ôi đất, chớ lấp huyết ta, ước gì tiếng than kêu tôi không có chỗ ngưng lại. Chính giờ này, đấng chứng tôi ở trên trời và đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao. Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi, còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc, để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa con cái loài người và đồng loại nó. Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại. Chương 17. Hơi thở tôi bay đi, các ngày tôi hầu hết, mồ mả sẵn dành cho tôi. Kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi, mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó. Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa, ai sẽ bảo lãnh cho tôi? Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng, nên Chúa sẽ không cất chúng cao lên. Người nào nộp bằng hữu mình cho bị cướp, mắt của con cái nó sẽ bị hao mòn. Nhưng Đức Chúa Trời có làm tôi trở nên tục ngữ của dân sự. Chúng khạc nhổ nơi mặt tôi, mắt tôi lư lờ vì buồn rầu. Tứ chi tôi thảy đều như một cái bóng. Các người ngay thẳng đều sẽ lấy làm lạ, còn người vô tội sẽ nổi giận cùng kẻ ác tệ. Song người công bình sẽ bền vững trong đường lối mình, và người có tay tinh sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn. Nhưng hỡi các ngươi, hết thảy khá biện luận lại nữa. Song ta không thấy trong các ngươi có ai khôn ngoan. Các ngày tôi đã qua, các mưu ý tôi, tức các thiết ý của lòng tôi đã bị diệt. Chúng lấy đêm trở làm ngày, trước sự tối tăm, chúng nói rằng ánh sáng hầu gần. Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi, nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm, ví tôi đã nói với cái huyệt rằng ngươi là cha ta, với sâu bọ rằng các ngươi là mẹ và chị ta, vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy tôi ai sẽ thấy nó được? Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất, thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ. Chương 18.
Bindad, người Su-a, bèn đáp rằng: Ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rồi chúng tôi sẽ nói. Nhân sao chúng tôi bị coi như thú vật và ngu dại trước mặt ông? Ông nổi giận, bèn xẻ rạch mình. Há vì ông mà trái đất sẽ bị bỏ hoang và hoàng đá phải dời đi khỏi chỗ nó sao? Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, ngọn lửa của hắn không chói nữa. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn. Các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi. Chính các mưu trước người sẽ đánh đổ người, vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy và đi trên mảnh lưới. Cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân và giò lưới sẽ bắt nó. Có sợi dây khuất dưới đất và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó. Từ bốn phía, sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối, xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người. Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu và tai họa chực sẵn ở bên cạnh người. Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt, tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt. Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình là nơi hắn nương cậy, đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp. Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn, còn diêm sinh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó. Ở dưới thì rễ hắn khô héo, ở trên lại bị chặt nhành. Kỷ niệm hắn sẽ bị diệt khỏi thế gian, danh hắn không lưu lại trên mặt đất. Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm, và người ta khu trục nó khỏi thế gian. Hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình, cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình. Những người hậu sinh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn, y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp. Quả thật, đó là nơi ở của kẻ bất công, và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. Thi Thiên 13. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trỗi hơn tôi cho đến chừng nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng? Kẻo kẻ thù nghịch nói rằng ta đã thắng hơn nó, và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi siêu tỏ. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho tôi. Chương 21. Đức Chúa Giê-xu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lẻ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.
điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta, nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Vả, ban ngày Đức Chúa Giê-xu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ đặng nghe Ngài dạy. Chương 22. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua đến gần. Các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giê-xu vì họ sợ dân. Vả, quỷ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng: hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Hai người thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp rằng: khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước. Hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng: thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn rồi phán rằng: hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa
cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Vả lại, này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Con người đi, theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng, các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị. Những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa đồng tù đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Đoạn Ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Ngài phán rằng, nhưng bây giờ ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao cũng vậy. Ai không có gươm hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Các sứ đồ thưa rằng, thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Đoạn, Đức Chúa Giê-xu ra đi, lên núi Olive theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa và sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liện một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Do vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đứa ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng, sao các ngươi ngủ, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa và sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong 12 sứ đồ đi trước hết lại gần Đức Chúa Giê-xu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng, hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến bèn nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giê-xu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng, các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giê-xu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa.
Họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người thấy Phi-e-rơ nói rằng: ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng: hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: thật người này cũng ở với Giê-xu, vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: hỡi người, ta không biết ngươi nói chi. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Vả những kẻ canh Đức Chúa Giê-xu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng: hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại rồi sai đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng: nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng: vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng: chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.